Đây là phong cảnh hồ bơi ở khu du lịch sinh thái Hạ Thảo. Đây là phong cảnh du lịch trên sông Bến Tre. Đây là anh tài xế chở mình đi du lịch. Đi du lịch với lại chị Thu. Dạ. Cả tàu du lịch cả. Cảnh quay tàu du lịch.